Xin mời bộ phận tổ cho phần tổ chức kế toán vô cho đi. Kính thưa quý vị, năm 2019 thì chúng ta cũng được Sở Y tế công nhận có hai vị được là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Xin kính mời bác sĩ Trương Thị Kim Hoàng và bác sĩ Phùng Thị Kim Dung lên sân khấu để nhận cái phần thưởng này. Tuy nhiên cái giấy chứng nhận của sở thì sẽ nhận sau, bây giờ là ban giám đốc tặng Kim trước. Xin mời anh. Và phần thưởng này xin kính mời bác sĩ Nguyễn Thị Hà Sinh, nguyên giám đốc Sở Y tế sẽ phát thưởng. Trong
về với giấy khen công đoàn ngành tặng thì xin mời bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Lê Hà Vũ An, ông Võ Nguyễn Hoàng Phương, bà Nguyễn Thị Vị, ông Chu Văn Hiếu và bà Nguyễn Thanh Kim Huệ lên nhận giấy khen của công đoàn ngành y tế. Và phần cuối này xin kính mời bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi sẽ lên nhận cái phần giấy khen này. Các chị chúng ta xem nào. Thank you.
lắm là đẹp. Xin một tràng pháo tay. Về phần cái đề án khoa phòng là đạt tốt chất lượng, xin mời đại diện khoa dược lên nhận phần đề án và cũng xin mời bác sĩ Chi phát cái phần này. Đại diện khoa dược các chị đại diện từ nào đó? Thì sẽ nhận sao sau khi kết toàn.